băng tần 57.3 của đài VNTV. Và sau đây, Vy Hương xin được tiếp tục với phần tin của quốc tế. Ủy ban Âu Châu đính chính về áp lực tạo trên chính phủ Ý. Kính thưa quý vị, Ủy ban Châu Âu hôm nay đã cho biết là áp lực đặt trên vai Ý nhằm đưa nền tài chính nước này vào trật tự, chứ không có ý đụng chạm đến vấn đề chủ quyền hay có mục đích xúc phạm đến đất nước này. Ủy ban còn cho biết mục tiêu duy nhất là củng cố nền kinh tế của một quốc gia trong khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào hôm Chủ nhật, thì các nhà lãnh đạo Âu Châu chỉ trích Thủ tướng Berlusconi và lên tiếng nói với ông rằng nước Ý đang mang khoản nợ là 1.800 tỷ euro. Do đó, cần phải cố gắng thúc đẩy những cải tổ cơ cấu nhanh chóng nếu muốn có một tương lai kinh tế vững chắc hơn. Nước Ý hiện đang là một trung tâm của cuộc khủng hoảng ở châu Âu, với những lo lắng ngày càng gia tăng thì về khả năng ngăn chặn khoản nợ công khổng lồ đe dọa đến toàn khối. Thủ tướng Hy Lạp hy vọng cuộc khủng hoảng kinh tế sớm kết thúc. Thưa quý vị, Thủ tướng Hy Lạp Ben Rariu hôm nay kêu gọi sự đoàn kết và bình tĩnh từ dân chúng. Ông cũng cho biết là đang hy vọng cuộc khủng hoảng nợ sẽ sớm kết thúc. Các nhà lãnh đạo Liên Âu từ 17 nước đang cố gắng thống nhất những điều kiện cho gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp, bao gồm một khoản giảm giá lớn các trái phiếu do tư nhân nắm giữ trước hạn chót vào ngày thứ Tư. Một báo cáo của các thanh tra quốc tế về nợ của Hy Lạp bị tiết lộ cho thấy gói cứu trợ thứ hai trị giá 109 tỷ euro được thông qua hồi tháng 7 trở nên không đủ, trừ khi các nhà đầu tư trái phiếu tư nhân chịu giảm 60% trị giá. Nếu không, Hy Lạp có thể phải cần đến 250 tỷ euro cứu nguy. Nhiều người đang lo ngại là nếu không đạt được thỏa thuận này với các nhà đầu tư tư nhân, thì Hy Lạp sẽ mất khả năng chi trả và có thể dẫn đến hiệu ứng lan truyền. Tin từ Peru, một ngôi mộ đã được khám phá là 400 tuổi. Ngôi mộ này được tin rằng thuộc về nền văn hóa Sican và được khám phá ra gần ở thành phố Lambayeque, nằm ở phía tây bắc của nước Peru. Ngôi mộ được cho là thuộc về một thành viên của tầng lớp thượng lưu sống cách đây khoảng 900 năm. Ngôi mộ nằm trong khu vực được biết đến là địa điểm mang nhiều tính cách tín ngưỡng, được chôn sâu 4 mét dưới lòng đất. Ngôi mộ được khai quật sau nhiều ngày làm việc. Nhóm các nhà khảo cổ cho biết họ tin rằng một nhân vật có quyền lực sống dưới thời cổ đại đã được chôn cất ở đâu đó trong khu vực. Do họ tìm thấy dấu vết của một nghi lễ đăng quang, một đền thờ nhỏ và những ngôi mộ được cho là của các thuộc hạ. Kính thưa quý vị, trước khi chuyển vào phần tin Hoa Kỳ, thì Mai Châu và Đoàn Việt Hương có một cái thông cáo của đài VNTV mà chúng tôi ngày nào cũng lặp đi lặp lại để cho quý vị biết. Đó là một cuộc thi hội hóa trang của Halloween năm nay thì được tổ chức vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai. Và thứ Hai thì là sẽ là cái ngày chính. Và Mai Châu biết là cái chương trình đó sẽ được trực tiếp phát lên trên băng tần 57.3. Được quay live. Yeah. Được làm live. Thì xin mời tất cả quý vị hãy tham dự. Chút xíu nữa chúng tôi cũng sẽ đọc cái thông báo thêm một lần nữa. Nhưng mà quý vị hãy đến, từ vì là cái ban giám khảo chấm này có tới 6 người, cho nên rất là công bằng. Trong đó có Đoàn Vy Hương và Mai Châu nữa phải không? Vâng, thưa quý vị, Mai Châu và Đoàn Vy Hương cũng là ban giám khảo, nhưng mà Mai Châu là một ban giám khảo rất là dễ tính, cho nên quý vị nào hình như cũng được 8, 9, 10 điểm còn hết. Còn chị Đoàn Vy Hương thì ngược lại với Mai Châu, quý vị, chị Đoàn Vy Hương rất là khó tính. Nếu mà quý vị có những con em nhỏ thì cứ đem đến và phải make up hóa trang cho thật đẹp nha. Chị Đoàn Vy Hương là chấm rất khó nếu nhất mà nói, trong ban giám khảo đó. Nói Vy Hương khó tính mà còn là quý vị đem những con em đến là sao? Không phải. Riêng việc những em trẻ em và tất cả những người lớn không phân biệt tuổi tác, cũng như là quý vị cứ hóa trang, mà với Vy Hương thì quý vị càng hóa trang mà công phu từng nào thì cái số điểm sẽ được cao lên. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Mỹ nên có cùng một quan điểm trên lĩnh vực toàn cầu. Thưa quý vị, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Zhen Yisui, phát biểu rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ nên có cùng một quan điểm về toàn cầu, cũng như một khối cảnh đài dài hạn lược khi xây dựng mối quan hệ song phương. Ông Yisui đã đưa ra những lời phát biểu này trong bài diễn văn khai mạc diễn đàn quan hệ Trung-Mỹ năm 2011, diễn ra ở một trường đại học ở Texas. Theo ông, khi xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác, cả hai quốc gia nên tập trung vào 4 điểm ưu tiên chính. Ông cũng kêu gọi giải quyết một cách thỏa đáng các điểm bất đồng di dịch giữa hai nước như vấn đề Đài Loan, sự mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia, cùng nhiều vấn đề khác. Bài diễn văn của ông đã được nhiều người Mỹ tán thưởng.
Trong khi đó, thì tại Cuba, Mỹ yêu cầu Cuba chấm dứt chiến dịch bôi nhọ đại sứ Ford. Hoa Kỳ yêu cầu Cuba chấm dứt chiến dịch bôi nhọ vì đại sứ Mỹ đã bị triệu hồi về Washington cùng lúc với việc Cuba ra quyết định triệu hồi vị đại sứ của họ trước cuộc tranh luận về những cuộc biểu tình chống chính phủ ở Cuba. Đại sứ Robert Ford là chính phủ của Cuba, làm cho chính phủ Cuba nổi giận vì đã giữ liên lạc với phong trào nổi dậy kéo dài 7 tháng chống lại Tổng thống al-Assad, dẫn đến các cuộc tấn công vào tòa đại sứ và tư dinh của ông. Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết là ông Ford đã rời khỏi Syria vào cuối tuần qua sau một chuỗi các sự kiện gây thiệt hại về tài sản cho Mỹ. Tuy không gây ra tử vong, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là ông Ford đã triệu hồi và được an toàn. Nhóm chiếm Wall Street dựng lều ở công viên Zuccotti bất chấp lệnh cấm cùng với nhiệt độ đang hạ dần xuống ở New York. Thưa quý vị, nhóm biểu tình chiếm Wall Street đã dừng lều tại công viên Zuccotti ở Lower Manhattan, bất chấp lệnh cấm dựng nhà tại công viên thuộc quyền sở hữu tư nhân này. Vào cuối tuần vừa qua, những người biểu tình đã dựng hàng chục căn lều với khung cảnh ngồi trên các túi ngủ hoặc trong các chiếc ghế cắm trại. Đến nay, cảnh sát New York tuần tra công viên đã cho phép giữ lại những căn lều này. Những người phản đối cho biết họ hy vọng mối quan hệ của họ với sở cảnh sát New York có thể thay đổi để họ có thể sống một cách ấm áp khi mùa đông đang đến rất gần. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin về các nhân chứng tại tòa xét xử bác sĩ Corey Murray. Phía công tố viên trong vụ án chống lại bác sĩ Corey Murray đã nghỉ ngơi sau gần 4 tuần lễ lấy lời khai của nhân chứng nhằm kết tội bác sĩ Murray cẩu thả khi cho ca sĩ Michael Jackson uống một liều thuốc propofol chết người. Có 33 nhân chứng đã được các công tố viên triệu tập để cho lời khai về nhiều khía cạnh của vụ án, trong đó thì có nhân viên riêng do Michael Jackson thuê. Các bác sĩ và nhóm y tế đã nỗ lực cứu sống ông. Ngoài ra, chuyên gia về thuốc và chất độc cũng được gọi ra tòa trong tư cách là nhân chứng. Có lẽ giây phút đáng sợ nhất là lúc tòa cho chiếu hai bức ảnh thi thể của Michael. Một bức ảnh trên cáng cứu thương tại UCLA và một tấm khác chụp thân thể trần của ông trong một cuộc giảo nghiệm. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là lúc bật đoạn băng thu lại tiếng nói của Michael Jackson, được ghi âm trên điện thoại của bác sĩ Corey Murray một tháng trước khi Jackson qua đời. Khi ông được cho là đang bị ảnh hưởng của thuốc propofol, thì những cái clip và những cái tiếng nói mà của Michael Jackson trước ngày ra đi á sẽ được chiếu đi chiếu lại hoài, và có thể đây là một cái hình ảnh mà phải nói là rất là đau thương, phải không? Đau thương và đúng. Từ vì một người như Michael Jackson, bây giờ mình cứ thấy những cái hình ảnh mà chở ông đi cấp cứu, hay là trong bản tin nói là cái bằng hình ảnh mà ông đi với là cái thân xác của ông mà đang bị giảo nghiệm á. Dạ, thì hy vọng một ngày nào đó thì người ta cũng sẽ ngưng lại những cái điều này. Chứ còn bây giờ cứ chiếu đi chiếu lại trên TV thì mình thấy nó đau thương cho Michael Jackson và những người thân của gia đình của Michael Jackson, cả những cái người fan hâm mộ Michael Jackson. Đúng rồi, chị Đồng Vy Hương. Và tiếp theo đây là thủ phạm giết em bé 8 tuổi tại New York có thể là người bị tâm thần. Thưa quý vị, luật sư biện hộ đã cáo buộc cảnh sát New York ép lời thú tội từ người bị cáo buộc giết chết một cậu bé 8 tuổi thuộc cộng đồng Do Thái chính thống ở Brooklyn một cách dã man. Luật sư cho biết ông sẽ chứng minh thân chủ của ông không phải chịu trách nhiệm trước pháp lý vì ông này bệnh tâm thần. Ông Aaron, 35 tuổi, bị buộc tội bắt cóc, bóp nghẹt và chặt chân tay cậu bé Levi Lesky khi cậu đang đi bộ về nhà tại khu dân cư Borough Park ở Brooklyn vào hồi tháng 7. Theo cảnh sát, Aaron đã có nhiều lời khai có thể quy trách khiến họ tin rằng anh ta đã giết chết cậu bé. Văn phòng công tố Brooklyn không đưa ra lời bình luận nào vào trước tuyên bố của vị luật sư trên. Và kính thưa quý vị, sau đây là tin từ McDonald's đã sẽ ra mắt đài truyền hình. McDonald's Corporation sẽ ra mắt một kênh truyền hình độ phân giải cao đến gần 800 nhà hàng ở phía Nam và trung tâm California. Chuỗi cửa hàng hamburger lớn nhất thế giới này đang xem đây là một cuộc thử nghiệm với hy vọng sẽ mở rộng trên toàn nước Mỹ. Theo lời đại diện của hãng, thì các yếu tố địa phương sẽ xuất hiện nhiều ở phần nội dung. Và khi kênh truyền hình này phát triển, thì họ sẽ thêm nhiều chương trình địa phương như tin tức, thể thao, trung học.
Còn tại thời điểm hiện tại thì các chương trình bao gồm nội dung độc quyền và gồm nhiều chương trình ngắn từ 90 giây đến 20 phút. Các thị trường thử nghiệm. Kính thưa quý vị, các thị trường thử nghiệm sẽ bao gồm là Los Angeles, San Diego, Las Vegas, New York, Seattle và một số khu vực ở Oklahoma. Dù McDonald's đã từ chối không cho biết chi phí tài chính để thực hiện McDonald's China, nhưng họ nói đây là một sự đầu tư trị giá hàng triệu Mỹ Kim. Wow! McDonald's quá, bây giờ quá trời, đi qua cái lĩnh vực này, chắc đây chắn là... họ sẽ thành công, nhưng mà vì cái tiền mà họ quảng cáo advertise trên các đài cũng nhiều quá, cho nên là đây là một cái ý kiến rất là hay của McDonald's. Mấy Châu nghĩ là chắc đây là những nhất là những em bé sắp rất là trông đợi cái đài của McDonald's ra mắt cho quý vị xem, phải không chị Đoàn Viên? Cái này không dành riêng cho trẻ em mà tất cả mọi người. Tất cả mọi người mà Mai Châu, theo Mai Châu nghĩ thì nhất là những cái em bé đó, nó tại vì nó thích ăn những cái đồ ăn của McDonald's, chị Đoàn Viên biết không? Và kính thưa quý vị, xin quý vị hãy giữ làn sóng của đài VNA TV. Đoàn Viên Hương và Mai Châu sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.